Mấy đứa nhanh lên, tới giờ đi học rồi, coi chừng trễ giờ bây giờ. Halloween, Halloween, ta hãy cùng đàn xin. Ủa, chị Tám, đi đâu vậy? Vô đây chơi Halloween với em nè. Ơ trời đất ơi, năm nay chơi Halloween lớn dữ ta. Trời, năm nay định quá trang thành gì? Giả ma, giả quỷ hay là giả yêu tinh? Bà này không biết gì hết trơn. Xu hướng năm 2018 là Halloween không có giả ma giả quỷ nữa. Chứ giả thành gì má? Để cho phù hợp với trào lưu mới, năm nay tôi sẽ giả lộ. Thôi đi bà, bà lộ sẵn rồi, giả chi nữa. Tôi thấy á, bà là phải cải trang thành trai thẳng á mới gọi là quá trang đó má. Ừ, giỏi khẩu nghiệp đi, rồi một ngày nào đó chồng cưng bây giờ sẽ là vợ chị, lúc đó là hết khẩu nghiệp nha cưng. Bye bye. Halloween năm nay ở trường có tổ chức lễ hội quá trang, chị em mình phải cùng nhau đoạt giải. Nhưng mà chị em mình đâu có biết quá trang đâu. Chị nghe nói ở thư viện cũ gần trường có một cuốn sách chuyên giải quá trang thành các nhân vật đặc biệt nhất. Vậy để sáng mai hai đứa em tới thư viện tìm sách. Đây chính là cái thư viện cũ mà chị hai đã đề cập nè. Trời ơi, thư viện gì mà nhìn như cái lầu xanh vậy? Thôi kệ, vô trong đi, tìm cuốn sách trước đã. Hello, có ai ở đây không? Tụi tôi tới mượn sách. Ôi, hình như cuốn sách kìa. Để lấy ra coi thử. Đúng là một cuốn sách, mở ra thử coi. Hello mấy anh. Trời, hello, come on baby, come on baby. Ôi trời, cuốn sách gì mà kỳ vậy? Không biết mình có lấy lộn sách không nữa. Coi lại thử coi. Ủa? Cô giáo Thảo? Cuốn sách đó của ta. Hai đứa bay tới đây làm cái gì? À, tụi tôi tới để mượn cuốn sách Halloween. Cuốn sách Halloween à? Phải, cuốn sách câu chuyện lúc nửa đêm. Được, ta sẽ cho các người mượn cuốn sách. Hình như là đúng cuốn sách này rồi. Mau mở ra đi, nhanh lên. Hai người đúng là hai tên ngốc. Khi cuốn sách được chính tay loài người các người mở phong ấn, nó sẽ thả hết tất cả những loài ma quái ra vào ngay đêm Halloween để chiếm lấy trái đất. Thế giới này là của ma quỷ. Đã đến lúc đọc thần chú để tập hợp 500 anh em ma rồi. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Đêm Halloween tập hợp một bầy quý ma. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Hay yêu cũ yêu quá yêu ma màu hiện hình. Ôi 500 anh em yêu mà, hãy cùng nhau kéo tới các rạp chiếu phim nơi có đông người tụ tập, gieo rắc nỗi sợ hãi và chiếm lấy hành tinh này. Mau đi đi, hãy đến các rạp chiếu phim. Giáo sư, tụi em lỡ thả mấy con ma ra rồi, hãy giúp tụi em. Bây giờ các em hãy tới rạp chiếu phim, bắt hết lũ ma đó trả về cuốn sách để hóa giải lời nguyền. Hay quá, giáo sư đi cùng với tụi em luôn nha. Ta sẽ ở nhà, sợ ma thấy mẹ mà đi đâu. Mấy em tự đi đi. Câu chuyện lúc nửa đêm phần 2 Halloween quỷ ám. Em đã nói với chị rồi, ông giáo sư đã chết nhát thấy mồ, không có ai dũng cảm bằng em đâu. Đón xem tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 10 năm 2018.